Ok, chào anh em Chào anh em quay lại với channel của anh Lưu Vịt Và ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024 Chúng ta đã dần đi đến trung tuần của tháng 11 rồi Ok, à, như vậy là những cái gì mà mình nghĩ rằng là Xấu nhất thì có thể là chúng ta Cần phải chờ thêm một chút Một chút nữa Nhưng đa phần là đã trải qua Nếu mà đúng như cái tham minh của mình Mình đã chia sẻ với anh em Tại vì hiện tại chúng ta thấy rồi thì các sự kiện kết thúc cũng chính là những cái gì mà thị trường nó đã phản ứng cho cái câu chuyện đó. FOMC ờ, kết thúc, bầu cử Mỹ kết thúc, báo cáo tài chính quý 3 kết thúc. Và điều của chúng ta cần làm là câu chuyện để nhìn cho quý 4 và quý 1 sang năm. Đó mình nghĩ sẽ là những cái cơ hội mà anh em cần tập trung nhiều hơn là những cái rủi ro trong cái giai đoạn hiện tại. Cái này thì cái mà mình cũng đã tham minh cho anh em tương đối rồi. Anh em cũng chắc là xem kênh cũng quá hiểu trong một tháng vừa qua chúng ta đã làm gì. Ok. Nay thì mình có làm một cái video nhanh chia sẻ với anh em thôi, xong là còn đi ăn cỗ. Đấy, mình làm nó đấy khoảng 5 giờ chiều. Xin nói thật với anh em là nay đi từ 4 rưỡi sáng ăn cỗ ở trên Hà Nội xong này Bắc Giang. Đấy. Xong rồi chiều bây giờ về Ninh Bình. Đấy, xong rồi lại chuẩn bị lại đi ăn cỗ tiếp. Không mình cũng không biết mình nói với anh em trên live mấy hôm đấy, không hiểu vì sao hai ngày nó cưới nhiều thật luôn đấy nó cưới cực kỳ nhiều luôn cái tháng trước với cái tháng này là hai cái tháng mà phải nói là chắc là trong cái cuộc đời của mình lần đầu tiên mình thấy có một cái năm mà nó cưới ác một cái tháng tức là bình thường cũng cái tháng này thường hai tháng hay cưới tại vì nó mùa thu nhưng mà nó cưới kinh khủng luôn tần suất gọi là dày đặc mà có toàn chung theo cái ngày đấy tôi mấy đám trùng nhau luôn trùng nhau luôn vậy coi như là đi rước dâu là chỉ có đi rước một đám thôi còn lại phải hai cái kia thôi phân chia người ra vợ đi một đằng chồng đi một đằng đấy ông bà lại đi một đằng nói chung là vì toàn anh em hết không né được phát nào cả <laughs> né được gửi đã ngon đấy ok chia sẻ vui cả nhà một chút như vậy thôi nhưng mà giá vàng hiện tại là có vẻ như là đã bất an hơn so với anh em gọi là 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 cưới xin rồi đúng không mình cũng tương đối yên tâm trước mua là cũng tương đối yên tâm ít ra nó không ở đỉnh đấy. cách đây khoảng tháng thôi khoảng ba tuần là đang mua ở đỉnh để tặng thằng em thằng em cho công ty đấy thế bây giờ thôi ngon rồi đấy <laughs> đi cỗ giờ tôi phải đi vàng <laughs> ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều à, cả nhà đón xem thì chúng ta sẽ biết là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm nghỉ thứ sáu thứ bảy và tối chủ nhật nhé tức là một tuần chúng ta sẽ có 5 buổi và chủ nhật chúng ta sẽ có một cái video rất là nhanh về thị trường mình có 30 phút cho anh em rồi chia sẻ với anh em rất nhanh để chúng ta thống quan nhé rồi thị trường hiện tại như nào trong qua thế giới nhé Thế giới thì uh, Mình thấy là thế giới thì dầu thì vẫn nèo quanh 74-75 thôi Gold thì uh, Nói chung là nó đã điều chỉnh rồi Gold thì đã điều chỉnh rồi Một cái cây sọc rất là mạnh Và sau đó tiếp tục diễn, biến điều chỉnh Có thể gold sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trung hạn đấy Nhịp điều chỉnh trung hạn nhé Trung hạn đấy Thì có thể nhịp này có thể về nền khoảng 2K4, 2K5 Mình nghĩ là khoảng 2K5 Và bắt đầu swing ở đây Có thể nó ở đây Nó giật về đây nó swing, swing, swing Tạo biên Chứ nó không chết đâu Đấy, có thể đây là một cú confirm cho một cái đỉnh trung hạn thôi Nhưng sau đó nó sẽ sideway Ok, giá thép thì điều chỉnh khoảng 3% luôn Giá thép đi điều chỉnh khoảng 3% Tất nhiên là vẫn là biên swing thôi 3K2, 3K4, chưa có gì mới, vẫn đánh tư à, Đô la index thì có sự hồi phục một chút, lên gần 105 Đô la thì có sự hồi phục tương đối Lên gần 105 sau khi euro trên đô điều chỉnh Đúng không? Lại tiếp tục nó nèo ở vùng rất là tốt, rất là cao Đúng không? Sau một cái nhịp điều chỉnh hôm trước liên quan đến IOMC thực ra là cái đà tăng giá của 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 đô la ấy, có thể nó sẽ vẫn tiếp tục nó duy trì thêm một chút đấy tại vì là cái hiệu ứng của ông trump có thể nó chưa kết thúc là anh em thấy là khi mà mình cũng chỉ con phơm một cái nhịp nó lên khoảng một lẻ tư thôi một lẻ cộng trừ thôi nhưng mà cái này thì cũng phải chia sẻ với anh em là sai lệch tại vì sao tại vì là bây giờ nó đã vượt tới cả một lẻ năm rồi chứng tỏ là cái hiệu ứng của ông trump nó quá lớn tại vì sau khi mình so sánh với năm 2016 nghìn nên là mình mới confirm thêm một cái nhịp cho anh em là lúc đô nó ở 101 102 thì mình có confirm anh em nó lên khoảng 103 104. Tại vì là rất có thể khi mà ông Trump đương nhiệm một cái là nó sẽ chạy hiệu ứng trước. Y như 2016 luôn, xong tầm 2016 cũng tháng 11 nó lên nhá nhưng mà xong từ tháng 12 đổ đi bắt đầu nó rơi, đô nó rơi, đô điều chỉnh. Thì có thể cái xung lực của nó nó vẫn đang mạnh, nó vẫn còn đẩy lên một nhịp nữa thì có thể nó sẽ kích lên khoảng 105.2. Đấy nó sẽ kích lên nó test lại khu vực 105.2 thậm chí là 106 ấy thì cả nhà phải lưu tâm khi mà kích lên như vậy thì cái cái thị trường Việt Nam chúng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút tức là bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng bởi tỷ giá nó rất là ít anh em hình dung không cái, cái phản ứng của thị trường với tỷ giá nó rất là ít có thể là cách đây tháng 9 năm ngoái anh em phản ứng với tỷ giá là một chuyện khác tháng tư anh em phản ứng với tỷ giá là câu chuyện khác tháng 7 anh em phản ứng với tỷ giá là câu chuyện khác và tháng bây giờ anh em phản ứng với tỷ giá là một câu chuyện khác tức là nhiều chuyện nói đi nói lại nó bị chai đấy là một phần cái thứ hai là xu hướng lãi suất phép là xu hướng điều chỉnh đấy, và nó đang bị những cái hiệu ứng ngắn hạn của ông trăm lên ông trăm lên thì nó kích cầu kinh tế rồi kinh tế cái thứ nó luôn tốt luôn tốt thì tất nhiên là đồng đô nó phải lên thôi đồng đô nó phải tốt rồi vì thế chúng ta có một cái nhịp hồi rất nhanh của đồng đô dập từ 101 lên 105 và rất có thể là mình nghĩ rằng đô la sẽ swing ở đây nhá sau một cái game trước thì có thể sẽ swing ở đây trước khi muốn muốn điều chỉnh nhá có thể nó swing thêm một hai tuần ở đây trước khi muốn điều chỉnh đấy, cái đấy thì cả nhà lưu ý một chút update một chút như vậy Uh, us 30 thì uh, có một pha vượt đỉnh thực sự là mỹ mãn đúng không chúng ta phải nói là thị trường mỹ nó quá khỏe đi không thể phủ nhận cái điều đó nhưng mà đây một cái gap rất to cái gap này có thể lấp lại bất kỳ lúc nào cái gap này có thể lấp lại bất kỳ lúc nào khi mà thị trường nó hết đà ưng phấn có thể nó lấp lại bất kỳ lúc nào cái đấy là cái phải chia sẻ với anh em là như thế nó giống như thị trường việt nam thôi khi mà thị trường hết đà ưng phấn những cái gap có thể bị lấp lại bất kỳ lúc nào Đấy, mà đây là một gáp rất là to, gáp này 4 ,000, 42 000 42.100 mà đây là 42.800 Trời ơi, gáp 700 điểm 700 điểm với Dow Jones thì nó rơi vào khoảng 700 điểm với Dow Jones thì nó rơi vào khoảng Đâu đó khoảng 2%, gần 2% Gần 2% Khoảng 1.7% Khoảng đó, đấy đối với Dow Jones uh, SP500 tiếp tục vượt đỉnh tiếp đúng không? Các cổ phiếu công nghệ thì thi nhau lên ngôi đấy, Của SP500 đúng không Đây này, Hay là đặc biệt là Tesla đặc biệt là Tesla nhé nó chỉ điểm luôn là Tesla chứ không phải là các cổ phiếu công nghệ chỉ điểm luôn đặt mặt đặt tên luôn là Tesla của Elon Musk tất nhiên rồi có hiệu ứng từ Donald Trump đúng không OK Bitcoin cũng tăng rất hắc Bitcoin Ether Binance tăng kinh khủng luôn đúng không Bitcoin tiếp tục tăng 3% vượt mọi đỉnh thời đại Mình có confirm cho anh em là cuối năm nay có thể thấy Bitcoin ở vùng 85 Mà có vẻ như là nó đang muốn đâm lại ngay trong tuần tới không phải là 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 có vẻ đâu với một cái trend cực kỳ mạnh như thế này. Mình thì mình confirm có thể là quý 1 sang năm nó có thể chạm cán khoảng 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 100, 100k vì target của cái nền 8 tháng thông thường nó phải đi khoảng 20 30%. Thì đâu đó nó phải lên tầm trăm. Nhưng mình chỉ confirm với anh em từ dần cuối năm có thể là chúng ta đạt mốc khoảng 85 thôi. Đấy là có thể là khả thi từ cái lúc mà nó còn đang ở 55 56 này. Đây cái khu vực này. Cái khu vực này mình còn nhớ mình còn kể với anh em là thằng Phúc nó đã hầu BTC rồi. Nó đã bắt đầu nó rủ hâu coin có một đội lập hâu coin để cược trăm rồi. Cái này cái đoạn khu khung này này có một đội nó đã hâu coin nó vượt cược trăm rồi và tất nhiên thì đi cũng đi nặng mà ăn thì ăn cả thôi, người ta đánh đổi mà, đúng không? Ok, BTC tăng mạnh như thế này thì mình nghĩ rằng hiệu ứng của VN Index nó sẽ là lớn rất nhiều nhá, chỉ cần tỷ giá nó ổn định thôi là mọi thứ nó sẽ ok. Đấy, có thể là dollar index nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trong thời gian tới và khi đó chúng ta sẽ nhân cơ hội từ thế giới nữa đấy, btc nó vượt thì nói chung là chúng ta cảm giác nó tự tin hơn đau Jones vượt cái đấy mình chia sẻ thực sự với anh em là như thế đấy, btc nó là một thị trường tức là nó, nó dạng là một thị trường đầu cơ rủi ro đấy, khi mà anh em thấy là ví dụ như là anh em thấy là sau khi mà btc nó có khu vực đáy và bắt đầu nó tạo từ tháng 9 năm 2023 đây này nó bắt đầu tăng này từ tháng 6 năm 2023 thì bắt đầu chúng ta có một nhịp tăng Đấy, có một nhịp tăng tháng 9 nó chạy tiếp này đấy, tháng 9 nó chạy tiếp nó nghỉ đến khoảng tháng 1 đầu năm 2004 chúng ta cũng có một nhịp chạy tiếp này đấy, ý nghĩa là đến tháng 3 chúng ta bắt đầu xoay hủ, swing đấy thì BTC nó swing và lần này nó lại vượt đỉnh trước thì nó có là một cái tín hiệu sớm đấy để anh em lưu ý đối với những cái thị trường cận biên đúng không chả quá đẹp luôn chả BTC quá đẹp phải nói như thế châu Á như nào châu Á thì cũng đỏ lắm đúng không hàng sen điều chỉnh một phần trăm Nikkei thì xanh nhẹ một chút Kospi đến điều chỉnh khoảng 0,4 Đối với Việt Nam thì ra sao? Việt Nam thì uh, uh, tóm lại về thế giới thì chắc là cũng hết sự kiện. Giờ chắc các thị trường nó sẽ vận động theo cái dữ liệu việc làm và nó chờ đợi FOMC của Fed vào ngày 18 tháng 12 tới đây. Nhá, nó sẽ vận động thuần túy thôi. Chứ nó không có gì nó mới cả. À. Có thể là thời gian tới nó sẽ là những cái sự kiện liên quan đến giáng sinh các thứ tháng 12 mà nó sẽ kỳ vọng những cái câu chuyện đó từ giờ đến đó khoảng tháng tháng rưỡi nữa nó còn kỳ vọng những câu chuyện tết dương tết tây đấy có thể là thị trường thế giới nó còn tiếp tục đáng hưng phấn đấy chứ không phải không đâu nó có thể điều chỉnh cho nó lại tiếp tục nó hưng phấn lên và tết tây nó chốt tết tây chốt 5 năm đúng không nó tưng bừng khoái lửa luôn đấy anh em ạ à. Thì cũng phải để ý câu chuyện đó ờ à, ok à, còn lại thì vận động theo cái dữ liệu việc làm dữ liệu lạm phát các thứ rồi hàng tháng chúng ta sẽ phân tích còn trong nước thì sao trong nước thì chắc chắn rồi chúng ta có một phiên điều chỉnh khoảng 7 điểm, âm 0,57%. Giá trị giao dịch đạt khoảng 14.000 tỷ, khối lượng khoảng 555, ,555 triệu, 555,5 triệu cổ phiếu. Rất là biết cách chơi số, đúng không? Ok, nước ngoài có một phiên bán dòng khoảng 1.168 tỷ. Ờ, tự doanh thì có một phiên mua dòng khoảng 84 tỷ. Thanh khoản thị trường thì đẩy lên mức cao trong buổi chiều khi mà dí xuống, nhúng xuống sát lại vùng 1.250. Thậm chí là không biết là có 1, 2, 4x không. À, về 1250.77 Nước ngoài thì uh, cá nhân mình đánh giá thôi Nó cần có những cái phiên bán mạnh như này để nó kết thúc đà bán dòng Trước khi kết thúc bất kể đà bán dòng nào không bao gồm thỏa thuận nhé Khớp lệnh nhé Đây anh em để ý này Những cái lần khớp lệnh à, thỏa thuận với VIP này thì mình không nói Thỏa thuận với VIP mình không nói Nhưng tất cả những lần muốn kết thúc bán dòng và chuyển sang mua dòng của khối ngoại Đều phải bắt nguồn từ những lần bán khớp lệnh rất mạnh anh em cứ để ý cái lúc nào mà nước ngoài nó bán hai bao viên nó cứ nghìn hai trăm nghìn năm trăm nghìn tám trăm tỷ là sau đó rất dễ là nó sẽ kết thúc cái đà bán trong ngắn hạn nhé thì cái đấy là một cái tín hiệu để cả nhà có thể theo dõi nhưng tất nhiên xuất đến hiện tại nếu mà nhìn thì chúng ta thấy là thanh khoản chỉ 14 bốn tỷ mà ngoại ấy bán một nghìn tỷ là không ổn nó bán bảy tám vậy thì cũng không ổn quá mạnh áp lực của thị trường là rất lớn nếu mà tiếp tục ngoại duy trì cái đà bán dòng này đây, cái đấy là cái mà anh em lưu tập. Đây, chia sẻ với cả nhà một chút trong nhóm thì mình có nhắc cái gì với anh em trong nhóm thì mình vẫn quan điểm của mình nó không có thay đổi đâu đây, mình có nói về FOMC đây, mình có nói với anh em về bản tin sáng thị trường nó công lên năm hai mươi chiều quay lại vun thấp và rung lắc mạnh tham chiếu dự kiến nó sẽ tiếp tục tích lũy đáy một hai bốn x một hai sáu x và khả năng cao là dập biên một hai tuần nữa ở đây luôn sau khi xác nhận cây ngày mùng sáu tháng 11 áp lực bán khối ngoại có thể giảm khi DXY có thể trả lại vùng một năm cộng trừ Đấy, tại vì khả năng rất cao khi nó trở lại một lần năm chứng, nó sẽ chỉnh trở lại. Đấy, gap up. Đây. Chúng ta có nói đó là cái cái gap up 6 điểm phiên mùng 6 tháng 11 vẫn thường trực và nếu muốn lấp cái gap up đó nó sẽ đè banh top 1, top 2 để chỉnh chỉ số. Anh chị em chỉ lưu ý thế thôi. Còn nếu không đè bọn top 1 thì sẽ không lấp. Mình nói rõ là như thế cơ mà. Đấy, tức là mình đã làm cho anh em những cái kịch bản mà nó rất rất sát sườn rồi đấy. Cái vấn đề này chúng ta cũng đã chuẩn bị trước rồi mình nghĩ rằng anh em cũng đã xem anh em cũng đã chuẩn bị được trước rồi khi mà mình có chia sẻ với anh em đó là cái thằng banh top 1 nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng nếu thằng banh top 1 mà nó lấp gáp thì rất thằng banh top 1 mà nó điều chỉnh thì chắc chắn là bọn 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 thị trường có thể quay lại lấp gáp test gáp có thể là sẽ là test thôi nhé chưa chắc đó là lấp nhưng mà trong bối cảnh bối cảnh thị trường yếu như này thì chúng ta có thể là view lấp nhưng cũng có thể chỉ là test gáp miễn là nó có thể quay lại cái khu vực gáp phía đấy là được Thông thường thị trường nó hay vậy Với một thị trường yếu mình hay gọi là yếu Đã yếu còn giá gió ấy. Nói với anh em mấy hôm này Nó rất là thích mở gáp Nhưng loanh quanh vẫn là ok Gáp hay không gáp thì nếu mà nhìn một câu chuyện nó xa tươi xa hơn đi Vẫn loanh quanh trong một biên Quanh em 200 Ok Thế là đủ Còn hiện tại nó swing thì phải chấp nhận Vùng tạo đáy luôn là vùng trôi sụt Không bao giờ là một vùng giữ, giữ nguyệt cả Anh em thấy nhóm bành này Là một nhóm tác động chính tới chỉ số trong cái hôm trước Anh em CTG điều chỉnh về 35 Bull chạp một chạm Một cái chát nhẹ ở đây Bản chất nó là một vùng tạo đáy Mình nói anh em rồi sau một đợt điều chỉnh rồi Thì đây là những cái chát tạo đáy đây, Những cái chát tạo đáy Thì có thể những cái chát tạo đáy này sẽ mất một hai tuần để nó hấp thụ, Vì thế mình có nói anh em là nhóm banh với nhóm trứng thì từ từ Nó phải mất một hai tuần nữa Tạo đáy nó phải mất khoảng 2-3 tuần Thì nó mới được khoảng 1 tuần rưỡi Mình bảo anh em nó mất khoảng 1,5 tuần đến 2 tuần nữa Thì nó mới ổn định được nó còn phải tạo một đáy hai đáy ba đáy xưa con tên là g con nó cũng vậy mà này hey, một này sọc tiếp này lên này giật xuống lên này sọc này lên này còn kể cả có đấy g nó cũng vậy mà sọc này lên giật xuống lên này giật xuống lên này xuống nó mới lên cơ mà còn phát đạt mấy con nó đều vậy hey, rũ này lên này rũ này lên này rũ này lên này chỉnh này lên này chỉnh này lên này. vậy mà còn đang swing còn chán đây này tức là như vậy mà wg này mấy cái con mà mà nó đang là và nó muốn tạo đáy, à, đấy cũng như thế này, hồi lên này dí xuống lên lại dí xuống lên lại dí xuống này, anh em thấy không? Quá trình tạo đáy của thị trường nó phải như thế, nó phải mất thời gian. thì nhóm banh là cái nhóm mà nếu mà anh em muốn dài hạn ấy, thì anh em nên cân nhắc trong giai đoạn này đấy, tại vì đây là có thể là một cái nhịp giảm cuối của nó, cái nhịp giảm giảm cuối cùng của nó về mặt tham minh là nó đủ đủ pha. Yeah, về mà tham minh là cái thời điểm này là cái thời điểm đẹp rồi. Ví dụ điều chỉnh khoảng 3 tuần sau một đà rơi. À tích lũy vùng đáy khoảng 3 tuần sau một đà rơi thì nó đã tích lũy được. Ví dụ từ cái phiên ngày 24 tháng 10 đến bây giờ mình đo xem là bao nhiêu. Đây. Từ phiên 24 tháng 10 đến ngày hôm nay được 15 ngày rồi. Được 11 thanh. 15 ngày được 11 thanh tức là được 2 tuần. 2 tuần thì còn khoảng 1 tuần nữa, đến 1 tuần rưỡi nữa là ok. Khoảng 3 tuần, 3 tuần rưỡi là ok. Đấy. Tức là một vùng tích lũy đáy nó phải khoảng đấy. Tức là khoảng 3 4 tuần đi. Nếu mà bạn du di thì khoảng 3 4 tuần để cho nó công phá trở lại. Thiếu được một nửa đường thôi. Thì cái tuần điểm rơi đẹp mua là tuần thứ ba. Điểm rơi đẹp mua là tuần thứ ba. Còn nếu bạn bắt ở tuần đầu tiên ấy, thì thường là bạn sẽ là bắt đáy. Còn điểm mua đẹp sẽ là điểm ở tuần thứ ba tại vì sau khi tuần thứ nhất nó có những cái chiều hướng nó về những cái hỗ trợ mạnh nó hồi lên thì nó sẽ có xu hướng nó test lại ở nhịp thứ hai. Sau đó, nó hồi lên nó không được nó lại dí lại một nhịp nữa thì đấy, tuần thứ ba sẽ là những cái tuần mà nó có những cái sự hoảng loạn như vậy đặc biệt là lúc thị trường yếu thì ví dụ tích lũy đáy các bạn mua tuần thứ ba là cái tuần đẹp nhất trong cái pha tích lũy đó thì tức là ctg nếu mà các bạn muốn mua các bạn canh tuần sau rất là đẹp nhất nếu các bạn không mua được ở những cái vị thế này này thì các bạn canh tuần sau đẹp nhất thì banh nó thường như vậy cái này là thường nó không có công thức gì cả tại sao nó lại thế anh em hỏi tại sao thì thế không thấy nó vậy thì nó là thế thôi hay thấy nó lặp lại như thế thôi Đấy, cái đấy là để các bạn lưu ý Còn nếu các bạn muốn mua thì quanh cái vùng M200, vùng 34X này Các bạn có thể cân nhắc lấy vị thế Các bạn có thể cân nhắc lấy vị thế Thậm chí là cái vùng 35 này nếu các bạn muốn lấy sớm Các bạn có lấy một chút cũng được Về 34 bạn mua thêm Ok, đồng ý Nhưng nó vẫn trong vùng này thôi Đấy CTG, Liên Việt Liên Việt thì vẫn trong form Tech, Tech cũng như thế đấy, Nếu các bạn muốn lấy vị thế các bạn có thể lấy biên dưới 23 Thậm chí là 22X 23, 23X các bạn cứ lấy trước một chút đi 23 các bạn lấy trước một chút đi nếu có về 22 x các bạn lấy thêm nhá yeah. Vietcom thì chúng ta không follow rồi Nhưng cũng một cây okay, vẫn là swing biên thôi ACB thì cũng vậy Đây này Tính nhiên nó vẫn ở cái hộp này đúng không Nếu nó có mở rộng hộp nó dí ở đây này Thì anh em cũng đừng có bất ngờ Dí đây ngãi này Nó giật lên này Nó test lại đây này Thì anh em đừng có bất ngờ Bản chất nó vẫn swing biên này thôi Anh em hình dung không ạ vì nếu anh em muốn mua thì canh những cái điểm nó thủng nền chỗ này này Nhưng nó về thủng nhưng phải về hỗ trợ mạnh và đã có chiết khấu thì đấy mới là lấy vị thế Chứ không phải là đây bắt ở những cái cây rơi này Rơi này, rơi này Anh em hình dung không? Bắt chiết khấu là phải bắt từ từ Bắt chiết khấu là phải bắt từ từ Có chiết khấu và về hỗ trợ mạnh Đấy, cái này mình hướng dẫn anh em rồi nhá Ví dụ vậy Lấy vị thế xong rồi chờ tích lũy lại đủ Bắt đầu gia tăng sau mà cũng tương tự như vậy Cũng về phòng dưới này Đấy, Nếu anh em muốn lấy vị thế 24 Đúng không? Xa hơn thì anh em để dành một phần là 235 vùng này đúng không đấy là cái mà anh em lưu tâm đối với nhóm banh banh top 2 thì stb cũng điều chỉnh tại đỉnh rồi stb có thể nếu mà hôm trước stb mình có nói với anh em ấy có trong trường hợp nhá nó có thể đánh vượt đỉnh để nó dụ anh em giống như kiểu con mb ấy. nếu thị trường thuận nó có thể đánh được như vậy đấy đây này nó kéo giật ngược xong nó giật lên này nó giật lên cái thì nó vượt qua cái đỉnh thời đại này. nó dụ anh em vào này vào đây ông kẹp hết cả lũ với nhau ở đây tất nhiên nó cũng chẳng chết nhưng phải chờ cái khung này à, hay đấy là thị trường thuận nhá Còn nếu thị trường không thuận thì có thể nó sẽ swing luôn ở đây Không chết đâu, swing thì kiểu này, này tạo một swing một biên lớn như thế này Đây là cái mà anh em lưu ý đối với STB Tiên phong, Tiền phong thì loanh quanh ở đây thôi, hộp này Nhá, hôm trước cây hồi này, bun tiếp này Ok, dí về đây xong lại giật lên như này, xong lại lằng nhằng như này, lại loanh quanh ở đây Cả cái khu này Trông thế thôi, trông như này đang xấu như vậy thôi, nhưng loanh quanh đây lại là tích lũy Nó không khác gì con máy B luôn đây, anh em thấy không? Rơi này, hồi này, rơi này, loanh quanh hồi này, loanh quanh đây này, tính là thì nó vẫn ở trong cái vùng này. <laughs> nhưng mà trong cái khoảng này nó trồi sụt cộng trừ 5% bên trên bên dưới, ấy. anh em mệt lắm, sợ lắm. Nhưng mà sợ ở đây nó vô ích, anh em đi rung ạ, sợ là phải sợ ở trên chỗ này khi nó đứt quãng chỗ này. Nhìn thấy tín hiệu rủi ro như này thì té sớm đi, nhưng mà về đến đây thì bắt đầu sợ. Về đây sợ vô, vô nghĩa yeah, vô nghĩa. Về đây các bạn phải chấp nhận câu chuyện đấy. Để cho nó tích lũy nhá. Yeah. Vi banh như con thùng nền đúng không? Thùng nền như này thôi. Nhưng mà đấy, thùng nền như này loanh quanh lại tạo đáy lên này, không lại tích lũy ở đây, không lại về đây, không lại tích ở đây, tích đây lại lên. Đấy thì tính ra lại ở khu này. Tại vì nó đã chiết khấu khúc rồi. Với banh chiết khấu như này hợp lý thôi anh em ạ. À. 7%, 10% là quá hợp lý với banh rồi, đừng có đòi hỏi hơn banh thế thôi. Anh em chiết khấu banh không như kiểu là mít được đâu chiết khấu banh 70 phần là ok rồi bằng mít chiết khấu 20 phần anh em ạ xin em miếng nước nha vì thế nên là anh em nào mà đầu cựng đầu tư dài hạn ấy, cho quý 1 sang năm ấy, thì cả nhà nên mua banh canh những cái nhịp điều chỉnh như này cả nhà mua nếu mà mình mua nhé thì mình sẽ chọn CTG Tech MB ACB đấy bốn con đấy mình sẽ chọn một con Và mình đánh chỉ đánh 10 thôi thì mình không thích đánh banh lắm đấy mình chia sẻ với anh em như thế chứng khoán chứng khoán điểm sao chứng khoán thì uh, FTS cũng test cùng chứng khoán hôm trước tương đối khỏe đấy không phải không không HCM test lại khỏe đấy nhá chứng đánh như này là khỏe đấy mình nói thật với anh em thằng banh nó rơi mà thằng chứng nó hồi được như này là hơi bị khỏe luôn đấy khỏe cực kỳ luôn đấy định giá thì đang cao định giá thì đang cao kỳ vọng thì lại có nên là hai thằng này có thể là cân đo đong đếm với nhau được nên nó sẽ tạo ra một biên sideways giá chứng là quá cao ấy chứ đúng không nhưng mà đổi lại kỳ vọng thì nó lại là thằng kỳ vọng nhiều nhất nâng hạng thị trường là thằng này là thằng kỳ vọng nhiều nhất chứ còn gì nữa thì hai thằng này đôi khi nó nó xóa cho nhau nó bù trừ cho nhau nó tạo ra một cái biên tương đối tốt đấy là cái mà anh em lưu ý VCI anh tương tự như vậy lanh quanh đây toàn vùng biên mà trông thế thôi toàn tạo biên với nhau đấy. toàn tạo biên với nhau Đấy, không cứ loanh quanh ở quanh cái điểm thấp nhất 26 anh em cứ bám quanh 26 cộng chứ nó cứ loanh quanh đấy mà MBS vậy đấy loanh quanh về test đáy thì hồi lên như này thì loanh quanh cùng lắm test lại đáy gì hồi lên cho một có cái mà giảm xem có giảm nổi tiếp không anh em đi dung ạ à. đây, đây là một một đáy thôi nó còn nhủi hai ba đáy nó bắt đầu mới ok được cứ bình tĩnh nhá Nhớ nhưng chung lại nhóm chứng khoán là khỏe nếu anh em muốn mua thì có thể canh những cái nhịp rung lắc mà mua mua thì canh ke những cái con mà khỏe mà mua ví dụ chơi những con nhỏ thì có thể chơi những con như là cts fts mbs chơi những con to thì cứ tập trung vào hcm có câu chuyện mà đánh nhá đấy là câu chuyện liên quan đến nhóm trứng thép thì sao thép thì giá thép như này khoai lắm đúng không hòa phát thì tất nhiên là có câu chuyện với dung quất rồi nhưng mà đâm lên cản thì cũng phải từ từ nhá con này thì cản biên trên của 275 tương đối mạnh khả năng lại phải retest lại vùng 26 262 nếu về đây ai mà thích thì có thể cân nhắc vị thế yeah, đối với HPG Nam Kim thì hồi một Nam Kim thì loanh quanh lại lên bên trên khoảng hai hai năm đấy khoảng đó hóa sen vậy có xu hướng hồi lại biên trên 214 hóa sen còn yếu hơn cả Nam Kim yếu Nam Kim nhiều luôn VGS thì vẫn loanh quanh vùng ở đây chưa thoát gì cả bất động sản bất động sản trước cũng là một tâm điểm một điều chỉnh của Vinhome cũng 3,38 dụng nền con này thì chúng ta cũng đã đánh giá được là nó sẽ dụng M200 rồi tại vì là mình có nói với anh em đấy con này thừa họ nhà vin nó úp bội thường ấy là đi ngang dừng rơi và rơi tiếp chứ rất ít khi hồi cho bán đây là đặc sản của họ nhà vin mình dặn anh em rất nhiều rồi vì thế nên là họ nhà vin là họ không thể chơi được đâu anh em thấy không lúc lên sướng không lúc xuống sướng không đấy sau này anh em tự biết thôi tháng 9 năm ngoái nó úp anh em vích tháng 9 năm nay nó úp anh em vin hô đau đúng không dây nhà Vin cực kỳ đau luôn DG nó điều chỉnh 3,25 phần trăm DG thì vẫn loanh quanh ở quanh em 200 đúng không mình có chia sẻ với anh em đấy liên tục cột đầu tại 17 rất dễ có một cái nhịp rũ về em 20 có thể nhịp rũ này có thể tiếp cận lại cái em 50 nữa quanh vùng 15 8 như khả năng cao thì ở tầm 16 này nó sẽ có hồi luôn trước mắt nó sẽ đi ngang vôn nó phải nhỏ lại thì nó lại đánh tiếp cứ khi nào con này vôn nhỏ lại là thế nào nó sắp có nhịp hồi tiếp nhịp đánh liên tiếp còn vôn to như này là anh em đang muốn thoát này Thực ra nó là một biên swing up thôi Con này thì nó là thể hiện cái trạng thái này Năm ngoái này Đây này Khi mà anh em thấy không Khi mà nó cũng MA20 Cũng cái chính cái giai đoạn này MA20 nó đang cố gắng nó cắt lên em 200 MA200 đang hướng xuống này Đấy chỗ này nhá MA20 đang cố cắt lên MA200 này Anh em thấy không Đấy nó chính là cái khu vực này này Lên Cứ vôn bé, bé 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 này Vôn bé này Đấy lại đánh lên vun to 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 thì anh em múc cái ấy lại rũ rũ cái vun to đúng không vun lại bé tí lại bốn năm phiên bốn năm phiên lại đánh lên đánh lên thì vun to đánh lên vun to thì lại rũ xuống xong bắt đầu mới vào một nhịp tăng chính Đấy. anh em thấy không lịch sử nó sẽ lặp lại thôi nó vẫn sẽ như thế thôi nha yeah. <laughs> anh em để ý này ai có thì vị thế tốt thì cứ cầm thôi còn ai thích chốt và chơi ngắn hạn thì nên chơi trên 30% hàng sẵn nó sẽ ok anh em muốn mua thì tập trung vào DG DG có thể là vùng 16 đổ xuống nếu mà test hoảng loạn về đó thì có thể ok chứ còn vị thế mà hôm trước khi mà đâm lên 17.2 rất nhiều anh em hỏi gia tăng mình không cho gia tăng có điểm của mình không gia tăng DG vì mình cũng cầm tương đối DG mà không gia tăng nhé HDC HDC thì vẫn loanh quanh ở đây thôi khả năng quanh em 200 đi ngang ở đây nhé vồn bé lại rồi ok phát đạt thì cũng tương tự như vậy khả năng vẫn swing biên ở đây thôi cũng chưa bứt thoát được DG chưa lên được thì phát đạt chưa bứt thoát được Căng điền loanh quanh ở đây thôi, nền đẹp quá. Căng điền này khả năng cũng sẽ có nhịp lây lại 35 36 đấy, cả nhà lưu tâm nhé. TCH thì tham chiếu, TCH thì vẫn đang cố gắng trong quá trình tạo đáy, nó phải bè game 20 nó cong ra cơ. Đấy, nó đã có một lần chạm em 20 rồi thì lần tới này khả năng nó sẽ break của em 20 sau đó nó test lại em 20 nó như thế này này. Đấy, nó sẽ như thế này, sau bắt đầu nó lằng nhằng ở đây. Rồi nó sẽ vút lên kiểu này. Đấy, cả nhà lưu ý cái, cái, cái kiểu pha này nó sẽ có một cái pha tích lũy đằng sau này, nhưng trước mắt nó sẽ có một cái pha bổ lên như này kiểu kiểu nó hay đánh kiểu vậy lần đầu nó chạm không được đâu lần đầu nó chạm thì yếu sẽ không được nhưng lần hai chạm thì thường nó sẽ công lên nếu nó đã cố gắng nó tạo đáy được ở 15 ba form này nó sẽ là form SSC cái đề hai tháng trước nam long nam long thì cũng vẫn swing ở đây chưa có gì mới ok đấy là nhóm bất động sản khu công nghiệp sao SSC tăng ba phần trăm ok khu công nghiệp thì có những cái phiên test lại tương đối tốt trước thì rất nhiều anh em lo ngại là không được ăn không được ăn nhưng mình bảo là khả năng rất cao là hàng về nó vẫn dí lên cho anh em ăn ít nhất là nó dí lên nó test lại ví dụ kinh bắc này nó dí lên nó test lại quanh lại vùng em hai trăm nhé sc nó còn khỏe nữa nó còn công lên cả đỉnh cũ luôn Đấy, thì nó vẫn cho anh em ăn t 2 5 nó vẫn cho anh em ăn nhớ yeah. ok công lại đỉnh cũ như thế này thì cái form này cá nhân mình đánh giá nhé là nó sẽ vượt đấy nó sẽ vượt chỉ là nó sẽ mất thời gian một chút thôi có thể nó sẽ cần tạo một cái 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 tay cầm ở đây nữa có thể thôi nhé có thể nó sẽ cần tạo một cái cái kiểu tay cầm ở đây nữa trước khi nó muốn bứt thoát anh em hình dung ạ à? đấy thì ai mà thích con này thì có thể canh những cái nhịp nó nó test lại tầm 41 41 đổ xuống nhé tầm 41 đổ xuống thì anh em có thể mua canh những cái nhịp rung lắc mà anh em mua phải chờ khoảng T5 T10 dòng tiền hết hưng phấn đó. dòng tiền hết hưng phấn thì nó sẽ về những cái giá trị nó ổn định ổn định như lúc đấy anh em mua đấy, xong nó sẽ có những cái điều chỉnh để cho những cái đội này đu bám ở đấy nó chốt lời đi thì lúc đó anh em mua thì nó sẽ ok và kỳ vọng vượt đỉnh nhé vượt đỉnh này thì cũng phải từ từ nó phải mất một hai tuần kinh bắc thì nó yếu hơn một chút nó bị đè bởi em hai trăm anh em cứ biết đè em hai trăm nó cái nhi kiểu đấy gờ ấy đế đè bởi em hai trăm anh em mình dung nó rất là lâu nhưng với kinh bắc thì khả năng là nếu mà dòng tiền nó mạnh sdc nó duy trì được thì có thể đâm lại 31, 32 đấy đấy là cả nhà lưu tâm nhé có thể đâm lên được kháng cự này ở trên này đấy là kỳ vọng thôi nhé đấy còn tất nhiên hỏa một cái gáp như này tương đối xấu gáp là xấu lắm sdc nó không sc gáp nhỏ hơn nhưng mà kinh bắc thì gáp to quá ghép hở này những con mà dưới 200 hở ghép to quá thì nó hơi nguy hiểm Hi yeah. hy vọng đây là một cái ghép sức mạnh của của kinh bắc ghép sức mạnh cùng ngành của kinh bắc long hậu cũng có một pha test ok có thể là hồi lên lại được 39 40 nhá yeah. trước mắt là lên phù khu vực này vgc cũng vậy đúng không trước mắt là cũng lên biên trên đã không tính biên trên của vgc đang ở 44 IDECO thì điều chỉnh luôn IDECO thì có một phiên hàng về T bán đúng không gặp áp lực M200 không bị bán mới là lại đấy các bạn ạ nhiều các bạn so sánh IDECO với so sánh SSC form của IDECO nó khác hoàn toàn form vừa gãy MA200 rũ MA200 đánh giật ngược trở lại đánh giật ngược trở lại mà đánh được một nhịp rồi nhịp này nhịp số 2 lên rồi đúng không thì phải từ từ dòng tiền làm sao nó kéo được như vậy kháng cự thì kháng cự mạnh đây này các bạn để ý IDECO nó có một kháng cự cực kỳ mạnh ở khu vực này luôn đấy thì muốn đánh vào kháng cự này thì phải từ từ tích thêm một hai viên vài viên ở đây nữa xong bắt đầu muốn vụt qua thì vụt nếu không nhá thì còn nó còn giã tiếp như thế này này xong nó giật ngày đến đây mới bắt đầu bật lên được này nếu trong trường hợp mà mà khu nghiệp nó không mạnh nữa ấy, mà nó kiểu nó bắt đầu hết hưng phấn ấy, thì nó còn đánh kiểu này cơ cây break này nó có thể xóa bỏ luôn mà nó tích lũy lại VCP nó đánh lên được đây là form của SSC cái đây hai tháng đấy form của CTD cái đây hai tháng đấy anh em để ý xem GVR này GVR thì yếu hơn GVR thì anh dính cây sàn trước đúng không nhưng mà sau khi có nhịp rũ này hồi lại này lại tích lũy lại này đang tích lũy để bè 120 ra, bè 120 ra thì tích lũy trong hộp này, đấy, có thể tích lũy trong hộp này sau khi xác nhận hộp, đấy, rơi về này có thể lấp gáp 32 trong giật giật lên, rồi em 20 bè ra xong này đánh lên test lại đỉnh, thì vẫn là sideways cái biên rộng như này mình đã vẽ cho anh em trước này, đấy, chúng ta cứ ngắn hạn chúng ta cứ quên bố mất đi nhưng mà thực tế là sideways đúng không? Thế nó mới đau, <laughs> thế mới đau thật đi xem nào, con ship này nè, mình chưa có thêm con này, xem con ship này như thế nào, ship à? Đấy, anh em con này thì nó thanh khoản nó hơi thấp một chút. 800.000 cổ. đâu được 66 tỷ. Ui nhưng mà con này thanh khoản trung bình thấp lắm. này tiền vào được thế thôi. Nó ship có hai cái đánh tương đối đẹp đấy. Yeah, ship có hai cái đánh tương đối đẹp cũng khả năng cũng sẽ giống SSC cũng sẽ công lại đỉnh cũ. Đấy, đang đi biên swing này. Biên rõ đấy, biên rõ đấy và đang công biên trên. Công biên trên lần này thì chắc là cũng sẽ phải tích lũy một hai tuần ở đây trước khi break biên nhá. Yeah. Nó công nghiệp thì mình nghĩ rằng Quý 4 sẽ có sóng đấy sẽ có sóng nhá nhưng mà nhưng mà cá nhân mình đánh giá là nó sẽ là sóng luân phiên thôi chứ không phải là sóng riêng của mình nó là sóng luân phiên thôi nhá tại vì một mình khu công nghiệp thì thường nó sẽ không kéo được thị trường khu nghiệp nó phải đi cùng với một ngành khác cơ ví dụ khu nghiệp nó thường kéo bọn vận tải nó kéo bọn thủy sản nó kéo bọn xuất khẩu dệt may các kiểu ấy. chung vào đấy một hũ nó bắt đầu nhảy lên thì được hoặc là khu nghiệp phải đi với một nhóm lít nào đó trong bộ tứ banh bất động sản chứng khoán thép ấy thì khả năng banh bất động sản chứng khoán thép nó sẽ luôn phiên trong quý 4 sẽ luôn phiên trong quý 4 này thôi tại vì bây giờ là chúng ta đang chờ đợi là sóng tổng thể rồi tích lũy đến đạt điểm sau trung tuần tháng 11 là cũng tương đối rồi đấy. cái đấy mình tham minh cho anh em rồi nhá còn một mình khu nghiệp thì nó không đánh một mình được đâu nó không đánh một mình đâu nên là anh em thấy khu nghiệp mà đánh thì thông thường xuất khẩu nó sẽ đánh thủy sản dệt may các thứ nó đánh gỗ ghiếc nó đánh kiểu kiểu vậy những nhóm mà nó nó ngách nó khu nghiệp nó ngách thì bắt đầu những cái nhóm ngách ngách một chút nó sẽ đánh Đấy, khu khung nghiệp đầu tư công đầu tư công chưa có vẹo gì hết đúng không ksb vẫn loanh quanh ở đây vcg lcg vẫn loanh quanh chưa có gì cả đạt phương thì vẫn loanh quanh ở đây ctd thì tham chiếu cd khỏe quá còn gì nữa đúng không cd nếu mà ssc nó công lên đỉnh thì thằng ctd nó sẽ cứ bò bò nó cũng lên đấy khiếp thật sự luôn đấy nhưng mà đang dính một cái đường viền cổ ở đây hơi đau đường viền cổ ấy nặng đường viền cổ hơi nặng phải mất thời gian dầu dầu PVT PVT về đáy biên lại hồi đó về đáy biên hồi biên trên đang là 29 PVS cũng vậy về đáy biên hồi PVC cũng vậy BSR đang loanh quanh tích lũy đáy phải chờ em 20 nó bè ra nhá lần này chạm em 20 lần tới này khả năng sẽ vượt em 20 khi mà em 20 nó về đến em 200 nó sẽ có xuống nó bè rồi Ok đấy là câu chuyện của dầu khí bán lẻ bán lẻ đi di về đáy biên hồi con này khả năng sẽ hồi đi biên trung tâm 46 là kháng cự nhá cứ về đáy biên thường ra hội lại biên trung tâm. Nếu có dòng tiền nó vào đây ổ, tốt thì này đánh cây này, có hôm trước đánh cây khoảng 429% thì kỳ vọng trước mắt nó lên lại được 45. Mở áp đi vào, vẫn loanh quanh ở đây rồi 60 64 thì anh em có thể cân nhắc nhá. còn loanh quanh đây kệ. Loanh quanh đây thì không phải mua luôn. Mặt san thì lại rơi tiếp thùng đáy đầu đúng không? Đầu. Và okay, break luôn này. Mặt san thì bây giờ về đến hỗ trợ hôm trước mình có chia sẻ với anh em rồi, 70 71. về hỗ trợ này thì khả năng sẽ có lực bắt khả năng rất cao cho cái lực bắt và lực bắt có thể là hồi lại luôn một nhịp lên 7778 nhé đấy mình chia sẻ trước à, có thể nó sẽ giật rất nhanh luôn nó giật về đây này nó giật rất nhanh lên lại đây luôn xong bắt đầu nó swing ở đây loanh quanh ở đây sau, nhịp sau lại tới đấy, nhịp tới đánh bên này tính là vẫn là loanh quanh ở đây một biên đánh ngạc đúng không đau đấy anh em đau mà đào, đào. Vinamilk à Vinamilk Vinamil chắc về đáy khoảng 64 65 này sẽ bật hồi nhá yên tâm công tác FRT cũng vậy swing biên chưa có gì cả png cũng thế pet vậy nhá chưa có gì mới cả vận tải vận tải chắc là có hh đúng không vận tải có vô vốt thì bật lại em 200 đúng không vốt hvn cái thứ nó bật lại chắc anh vốt này cũng bật lại vì hvn thậm chí còn tím cơ gần tím đúng không kéo những cái con như thế này lên tím thì anh em phải biết là dòng tiền của thị trường nó đang điều chỉnh cái những cái cổ khác đấy đúng không qua những cái nhóm như thế này penny như thế này gọi là penny thôi nhưng mà gọi là những cái cổ mà nó ít khi nó qua thì thực sự là nó đều là những cái tín hiệu mà cho thấy là nó đang chưa có cái để kéo nó chưa có cái để kéo vì thế là thị trường điều chỉnh là chuyện bình thường thôi anh em ạ nhé điều chỉnh chuyện bình thường hh thì có những cái sự điều chỉnh nhất định hh thì ở vùng này quan điểm của mình nhé nó sẽ vượt đỉnh quan điểm của mình nó sẽ vượt đỉnh nếu ai thích mua thì có thể canh retest lại vùng 45 đổ xuống nhé đổ xuống tại vì nó đã phá form swing up rồi thì nếu test dưới 45 độ xuống thì nó sẽ vượt đỉnh nhá. khả năng sẽ vượt đỉnh tích lũy ở đây chắc khoảng nhanh thì khoảng một tuần nhanh thì khoảng một tuần nhá cự sẽ là vùng 51 52 đây là kháng cự mạnh nhịp trước nó đã công lên vùng đỉnh thời đại rồi và nhịp này sẽ công lên đỉnh thời đại đỉnh thời đại nó sẽ là 50 51 đối với HH anh em lưu ý cái target nhé khi nó break được khỏi form swing up này rồi thì trend của nó góc tăng của nó đã khác rồi lưu ý đấy là vận tải thủy sản hay sao có vĩnh hoàn vĩnh hoàn anh em mình có ít đúng không anh em mình có vĩnh hoàn vĩnh hổng ấy cho mình cũng cược cho anh em vĩnh hoàn thực sự là mình cược vĩnh hoàn là mình theo dõi mùa giáng sinh của thủy sản thôi đúng không chứ chẳng phải là mình cược vì trăm vì chủng lên đâu thì, nhưng mà vĩnh hoàn là một con mình thích đánh kể cả v nhưng mà ANV đợt rồi nó chia thì mình không mua đấy mình cho anh em mình mua vĩnh hoàn vĩnh hoàn nếu trước có một cái đánh tương đối tốt Thực ra là cái đánh này là cái đánh gọi là giải tỏa tâm lý Mình nghĩ là như thế Có vôn vào VCP biên hẹp trở lại Form đẹp Target trước mắt 7880 Đúng không? 7880 nếu mà đánh tốt đến 7880 nhé Mà đánh tốt nhé Target của nó form này cũng phải đi tầm 8-8-90 Ở trên này Thì tất nhiên cái này chúng ta sẽ nói sau Khi mà nó lên được đến 7880 Xem là cái sự vận động của nó như nào Nó có khỏe hay không Chúng ta sẽ tính tiếp ANV thì nó có game Nó có game Sau game thì khả năng cũng sẽ công được 19, 20 Đấy 19 20 nó sẽ là 38 39 thời gian trước đấy. Khi nó ở cái vùng 30 31 thì anh em có nhớ không? 30 31 trước chia ấy, mình có chia sẻ với anh em mua ấy, tỷ lệ ăn 3, 34 à 34 35 bán là cực kỳ cao. Nhưng mà mình có chia nhớ mình có nói với anh em một câu đó là anh em mua sớm thủy sản ấy sẽ ăn được khoảng 20% trong quý 4. Tại vì thủy sản quý 4 năm nào nó đánh, nó không đánh được nhiều thì cũng phải 15 20% cho anh em. Anh em hình dung không à? ạ? Đấy là câu chuyện liên quan đến đến thủy sản nhá nhiều anh em lúc phát hiện ra thì hơi mệt đấy, vì chen form này đẹp không anh em à form đẹp quá nền dã man luôn xưa mình thích đánh những cái nền này lắm thích đánh những cái nền này lắm toán nền đẹp nền cực kỳ đẹp luôn thanh khoản vào này đánh này nó sẽ công lên vùng 19 20 nhá trong thời gian tới IDI nó yếu hơn nhá? nếu mà nói mà kỳ vọng cả trăm nữa thì vĩnh hoàn đó là con tổ ok đấy để xuất sang mỹ tương đối nhiều trên 50 phần còn ANV xuất khoảng 10 20 thôi IDI chủ đạo Trung Quốc thôi để anh em lưu tâm thủy sản này dệt may dệt chắc có máy SH mã SH thì con này thì được cái là không có thanh khoản có thanh khoản thì mình sẽ đánh con này đấy tại vì con này cũng có kỳ vọng tương đối vì xuất khẩu sang mỹ đúng không nó có kỳ vọng tương đối làm ăn nó ok đúng không đấy, may sông hồng thì nó tương đối là ổn nó vẫn đang swing biên thôi nó cũng chưa có gì mới cả nhưng mà cái trend này của nó có thể công lên đỉnh biên khoảng năm hai đã vượt được cái trend line giảm rồi đúng không xu hướng tương đối mạnh lên năm hai ai mà thích thanh khoản thấp thì có thể cân nhắc con này Còn nếu không các bạn có thể đánh con tng mình tiếng cho anh em mua TNG yeah, cho anh em mua TNG TNG thì mình kỳ vọng khoảng 28 29 ngắn hạn thôi nhưng mà cái nhịp xa hơn của mình ấy, mình muốn anh em TNG có thể cầm được một cái nhịp bách lại sau đó xong vượt đỉnh đấy là cái kỳ vọng của mình của TNG xa hơn nhá yeah. thì phần bên Mỹ thì về xuất khẩu thì thằng thằng sông hồng nó mạnh ấy còn thằng TNG nó chỉ được khoảng 45% phần trăm thôi đấy thì anh em lưu tâm anh em lưu tâm TCM thì nó loanh quanh lên chắc lên hết target chắc khoảng 49 50 VGT, VGT chắc cũng lên được khoảng 14 năm. GIL đang rập biên có thể lên được khoảng 21-4 đúng không? dệt may. Thịt lợn HTG BAF, BF vẫn loanh quanh ở đây được nhỉ. Con này kinh thế. Dabaco, Dabaco vẫn đang trong quá trình tạo đáy đúng không? Chưa có gì mới. Hóa chất phân bón Last swing quanh 200. DGC cũng như vậy, tạo biên rồi. BFC cũng thế. CSV cũng thế. Tạo biên hết rồi anh em ạ. Đạm Cà Mau cũng vậy. <laughs> điện tiện ích Ri Ri cũng vậy Ui ngày xưa vẽ con Ri này Trông kinh không Con <laughs> Ri này khả năng Cũng là một con Mà anh em nên chú ý đấy Anh em nên chú ý nhá Cái này mình chưa có Đọc qua cơ bản Cơ béo gì Của ông Ri này đâu Nên là mình cũng chưa có Những cái thông tin Nhưng mà với một cái form Như thế này ấy, Mình nói thật với anh em Là những form đẹp Mà tỷ lệ thành công cực kỳ cao Mình thấy nhiều form kiểu này Những cái form mà đánh về M200 như này nhá Đây này tỷ lệ thành công cao cực kỳ luôn tỷ lệ thành công cao cực kỳ luôn đấy những cái form đánh về m 200 như này tỷ lệ thành công cực kỳ cao luôn Phải nói với anh em là như thế cực kỳ cao luôn nó sẽ kiểu kiểu phiêu cực kỳ luôn đấy à, Tết test đỉnh thời đại này thế nào nó phải giã một nhịp nữa anh em ạ phải giã một nhịp nữa xung lực của nó đánh một nhịp nó không đủ đâu tất nhiên là con này anh em nên phe chiều hướng anh em đầu tư dài hạn một chút tại vì anh em thấy không xưa mình cản anh em bảo, bảo anh em đừng có đu ở bảy hai lúc đấy anh em bảo đỉnh thời đại vừa sẽ vượt nó còn vượt luôn đỉnh thời đại nó up bôi anh em này thấy kinh không hồi đấy nhiều anh em chết lắm cảnh báo không được lấy cả mb các thứ ra ctg tháng 2 ra không cảnh báo nổi luôn Hồi đấy đu ác lắm hỏi liên tục luôn thế sau mình bảo anh em như thế nào nó phải có một nhịp nó rũ về mấy hai nó sẽ có những cái nhịp nó rũ 15-20% 15-20% nhé anh em thấy không đấy những con cổ phiếu lớn nó rũ 15 20 trăm là chuyện bình thường ở à, đỉnh thời đại nhá. Vì thế con STB nhá trong vài phiên tới này, anh em thấy STB không? Nó gặp đỉnh thế đại nó cũng swing không? Swing xong một thời gian nó rũ một phát như này này. Anh em hình dung không ạ? cứ nhìn gương như vậy. Để nếu mà có gì thì bán bớt nó 2 phần 3 đi, để lại 1 phần 3 thôi, có gì muốn chết thì chết ít. Anh em hình dung không? À? Cược cược ít. Đấy. Còn với RE khi về mấy 200 này rồi thì nếu anh em mua thì tôi đối an toàn. Chào phiên break vol để confirm nhá. Ok điện tiện ích công nghệ công nghệ thì quá kinh rồi vgi tăng tiếp đúng không lên kháng cự đường viền cổ 84 rồi khả năng sẽ có sẽ có điều chỉnh ở đây nhá khả năng điều chỉnh tích lũy ở đây dòng tiền thì vào công nghệ thì anh em biết rồi tương đối là phô mô tương đối phô mô vtp đến hai cây trần đúng không kinh ấy đánh được như này thì nói chung là khét mình thì mình không có có bắt được cái sóng công nghệ trong cái lần này nên là cũng chia sẻ với anh em là kể cả fpt mình không bắt đấy nên chia sẻ với anh em là lên như thế này thì cũng lên vì cái gì thì có thể là xuống vì cái đó tức là lên vì cái gì là có thể xuống vì cái đó đấy ừ. tức là anh em mình dùng là bên mỹ nó cũng như thế thôi thằng tesla nó lên ba mươi thì xin lỗi anh em chứ nếu mà có biến gì khi mà in đau đau dùng các thứ sp 500 mà lớp gáp sẵn sàng nó sẽ là con đầu tàu điều chỉnh đầu tiên tức là lên ba mươi thì nó phải chỉnh một phần hai đấy ví dụ nó nước rút chỗ này cho anh em từ đây lên đây cứ cho 50% thì việc sau này nhá khi mà anh em đu ở trên này ấy, anh em phải chấp nhận được những khoản điều chỉnh 15 tức nếu mà thị trường nó có rủi ro một cái nó nó úp anh em bất ngờ ấy. mà nó ra tiền nó ra nó ra cho anh em khoảng 15 thì anh em phải chịu được những khoản rủi ro đó nhưng mà đơn thuần nó chỉ là test đỉnh thôi có khả năng cao nó sẽ lại chạy tiếp đấy, có thể nó rúi này nó test giật về đây test nó swing ở đây bắt đầu đánh tiếp nếu chờ kỳ vọng mới Đấy, đấy câu chuyện của VTP, VGI như thế đây này. Sau khi kéo một nhịp này, tất nhiên thì nó kéo cao thì nó phải ngã đau thôi. Nó điều chỉnh một nhịp khoảng 47%. Nói chung anh em chỉ cần né được những cái đoạn này thì những cái đoạn bên này anh em đánh thoải mái Ví dụ anh em mua ở đây đúng không? Anh em cài stop thoải mái Miễn là anh em đừng có dính cái pha chỉnh sau Nó đau yeah. Với lại đừng có đu những con sau Mình khuyên anh em đừng có đu những con sau Không tạo sóng được đồng bộ đâu Không tạo sóng đồng bộ đâu Vậy thì sóng đã đầu năm rồi sóng đầu năm rồi thì rất khó có thể sóng đồng bộ có thể là sẽ cùng hồi đấy nhưng không phải là anh em đu được tất cả đâu thà mua mua con ngon nhất ví dụ thích vtp múc VTB chứ đừng có thích VTB nhưng thấy vtp chạy mua cmg nhé loanh quanh kẹt vào đây đấy tưởng ngon nhưng mà lại không ngon đâu đấy, anh em lưu ý đấy, tưởng mua nhưng lc các thứ nhưng lại không ngon đâu cái đấy là cái mà anh em lưu tâm Đấy hay là tưởng thấy công nghệ chạy vào đu FPT tôi đã đủ chưa ngon rồi hôm trước FPT nó đu vát nó cụt luôn Con này là nó chạy lành tính lắm Thì đảng thích đánh thì đánh thôi Chứ không phải gượng ép đâu, không phải chạy cho FOMO đâu Không phải chạy cho FOMO đâu nhé Anh em đừng có đánh đầu cơ với FPT FPT nó không phải là hàng dành nhà đầu cơ Chủ yếu là anh em lợi nhuận nó sinh ra bằng cách là anh em mua ở ví dụ những cái vùng hoảng loạn và anh em cầm sinh ra là nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần nó cứ bò dần bò dần bò dần thôi chứ không phải là hàng đầu cơ để anh em ăn được bốn năm phần trăm trong phiên rồi anh em úp bộ không không, không chuyện đấy nhá yeah. nếu công nghệ thì mình nghĩ rằng khi nào mà hiệu ứng của Donald Trump ấy nó bắt đầu nó chầm trầm xuống ý, thì bắt đầu nó sẽ có những cái sự điều chỉnh còn hiện tại thì nó vẫn đang có những cái hiệu ứng nhất định từ S&P 500 của Mỹ cũng như là từ Donald Trump nhá yeah. anh em lưu ý có đánh thì đánh cà phê cà pháo thôi nhá đừng có để bị kẹp đường đường sau Quy này ép như nào nè còn này khỏe phết đấy cả thị trường rồi nó cứ đi ngang ấy. là fts ok thôi cũng chưa có gì mới cả nhà DTD loanh quanh ở đây DTD còn đang đánh tiếp nhá target 2930 thế thôi cũng chưa có gì mà mới mẻ cả sang tuần thì nếu có điều chỉnh tiếp thì mình sẽ đi chợ tiếp tuần vừa rồi mình đi chợ từ đối nhá cũng đi chợ từ đối rồi bắt đầu cũng có những cái đặc biệt là phiên hôm trước cũng bắt đầu có những cái sự điều chỉnh nhất định là mình cũng phải hướng dẫn anh em để anh em đi chợ dần nhá tuần tới thì nếu mà có điều chỉnh đầu tuần thì mình cũng sẽ đi chợ tiếp tục trong vòng tham minh thì vẫn thế không có thay đổi với anh em đó là trong vòng một hai tuần tới đến có thể là sau đáo hạn tháng này từ trung tuần tới 11 đổ đi tức là sau đáo thị trường nó có thể nó ổn định trở lại nó có ổn định trở lại nhé tức là đã tạo hay xong đấy, mình thì mình con phơ một hai x vừa rồi ấy, nó là một vùng chân của đáy rồi tức là vùng đấy là cũng tám chín mươi là đáy rồi chỉ là nó sẽ mất một hai tuần nó tích lũy đáy thôi tại vì chúng ta tự nhiên nó mở một cái gác ra nó mở một cái gác như vậy mà mình cũng đã phải nói với anh em là mình còn giá xác nhận với anh em là tám chín mươi đấy chứ còn hôm đấy mà không mở gác ra thì mình còn con với anh em luôn Nhờ, chính vì mở gác như vậy thì nó rất là giỏ yếu sinh lý rất hay mở gác luôn nó rất là giỏ mặc dù mình thấy các form của các nhóm ngành đa phần nó tạo đáy hết rồi đa phần nó có đáy hết rồi và nó bây giờ nó đang trồi sụt trong một biên tạo đáy thôi nó nhiều con nó còn tạo đáy nó còn vượt đỉnh Nó còn tăng sức mạnh Đúng không? Chẳng có một thị trường nào rủi ro xấu mà nó đang như vậy cả Chia sẻ với anh em là như thế Vì thế bây giờ tất cả là do banh top 1 đấy Thành bại tại banh Nó trồi sụt như thế nào thì điểm số nó trồi sụt như vậy Và tự nhiên hỏi gáp ra thì bây giờ quay lại test thôi Có thể là sẽ test gap Test gap hay lấp gáp là do banh top 1 Nhưng mà như hiện tại là đang là test rồi Test gáp rồi Còn có lấp hay không là chờ đầu tuần Đấy thì anh em canh những cái vị thế Mình có chia sẻ với anh em đấy Tập trung chính vào năm nhóm banh bất động sản chứng khoán thép bốn nhóm đấy cộng với một nhóm cơ bản có thể là thủy sản có thể là xuất khẩu có thể là khu công nghiệp có thể là vận tải có thể là bán lẻ tập trung một con hoặc các bạn có thể bộ bạn không đánh banh các bạn không đánh thép thì các bạn có thể chọn ba con cơ bản của ba ngành đều được nhưng miễn trong danh mục Các bạn có 5 ngành tại vì thời gian tới sẽ là thời gian mà mình nghĩ rằng sự luân phiên sẽ là sự diễn ra ngành nào sẽ có cổ tăng ngành nào sẽ có cổ lít cổ tăng Tại vì khi mà thị trường nó tích lũy khoảng 8 đến 10 tháng rồi Khi mình có confirm cho anh em một cái nhịp đó là Khi mà chúng ta đã tích lũy đến cái giai đoạn hiện tại rồi Với PE của thị trường nó rơi khoảng 14 x đổ xuống Thì mình đánh giá bây giờ nó có sóng là sẽ là sóng tổng thể Chứ nó không phải là sóng phân hóa Là sóng tổng thể chỉ có là tiền ít Thì có thể là một ngành nó có thể kéo một con thôi Khi tiền nhiều tự khắc ngành nào lên Cứ luôn phiên. còn tiền ít thì có thể trong kéo ngành đấy nhưng mà trong ngành đấy chỉ có hai con tăng thôi thì muốn tiền nhiều thì cứ phải từ từ ở à, vùng đáy thì tiền nó không nhiều được nó cứ 11 12 nghìn tỷ ở vùng 1 2 4 x này thôi và cứ dưới 1 2 4 x mình cá với anh em thanh khoản nó sẽ to dần nhưng bắt đầu thanh khoản nó sẽ tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần trong tuần tới khi mà anh em thấy tất cả mọi thứ nó sẽ ổn định trở lại thanh khoản tăng dần mới là tốt mình không cần đột biến mình cần tăng dần nhờ thanh khoản cần cải thiện dần và cứ dưới 1 2 4 x anh em sẽ thấy thanh khoản nó sẽ nở 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 dưới một x là cầu nó sẽ có còn trên hiện tại là anh em đang ư, anh em đang ư, ư thế giới thì, ư, gà củng, các thứ này chưa lập, tâm lý anh em nó hoảng loạn, nó chưa mua. Đấy, nên là cả nhà cứ tranh thủ những cái lúc đấy. Ai mà chưa có vị thế thì có thể lấy vị thế. Hoặc tranh thủ những cái lúc đấy, ai mà chưa gia tăng thì có thể gia tăng một chút. Tất nhiên cả nhà nên đề phòng một chút, khoảng 10%. Ví dụ mình cho anh em đề phòng khoảng 10-20%, với cả margin Để đề phòng tránh trường hợp là thế giới nó bị Ubo Ở đó chúng ta lại còn mua. Đấy, trong 2 tuần tới. Đấy. còn lại thì mình bắt đầu mình đã giải ngân chia dần chia dần các thứ hướng dẫn các thứ anh em giải ngân rồi, các cổ phiếu mình nốt rồi. Nếu có về đến vùng giá mua thì anh em chú ý để anh em lấy vị thế. Nhá? Nó sẽ có những cái nhóm mà có thể nó vào form rồi nó có thể tăng ngay, còn cái nhóm mà nó đang điều chỉnh thì nó phải tích lũy trở lại. Cả nhà mua nhóm nào mình đã phân tích rồi, top 1 thì nó đang cần phải tích lũy, top 2 thì có thể nó tích lũy qua anh em 200 nó sẽ hồi về đỉnh cũ. Top 3 thì nó như kiểu dạng DG nó phá em 200 thì nó lên em 200 nó cần phải swing up, tức là nó sideways up đi lên một hướng. À, tịnh tiến đi lên như này lên chỉnh lên chỉnh có top 2 là quanh quanh anh em hai trăm trong vút về đỉnh cũ top một gì điều chỉnh tích lũy ở đấy là quanh anh em hai trăm đấy nó đều có những cái form nhất định rồi thì chúng ta cứ bám vào xem cổ phiếu chúng ta muốn mua là cổ phiếu form gì thì cái form đấy ừ, lương đã chia sẻ nó sẽ vận động kiểu gì để chúng ta xác định trước được tâm lý không chúng ta sẽ bị áp lực là ừ tại sao cổ phiếu mình nó chưa tăng giá thì phải xem cổ phiếu mình nó ở top mấy cổ phiếu mình là cái đổ mà gãy em hai trăm nhưng cứ bắt nó phải tăng nhanh không Đoạn này những con tăng nhanh đang là cổ top 2 Nó form của SSC ấy, Quanh em 200 và giật lên Thì những con có kiểu kiểu Quanh em 200 và giật lên về đỉnh cũ ấy Thời gian tới sẽ là những con tăng tốt Thời gian tới sẽ là những con tăng tốt Những con quanh em 200 bật lên Anh em phải hết sức chú ý tại Có thể nó sẽ là những con tăng tốt Vì nó đi theo form của SSC Đúng Cái đấy mình chia sẻ với anh em về kinh nghiệm thôi yeah. SSC tính thị trường hơn so với VTP VTP cũng chính là những cái con mà nó đi từ M200 mà nó bật lên đấy thì những cái con quanh M200 bật lên đó nó sẽ là form đại diện ở thị trường thời gian tới mình bật mí cho anh em là như thế thôi vì thế nếu anh em cầm những cái con form quanh M200 ấy thì anh em nên tiếp tục nắm giữ nó rất có thể nó sẽ bật thời gian tới còn những anh em cầm theo form top trên thì phải chấp nhận nó điều chỉnh tích lũy tức là những cái bọn như chứng khoán bọn banh điều chỉnh tích lũy thêm một một năm tuần còn những bọn như bọn DG cũng phải ừ, lên xuống lên xuống hay là kinh bắc kiểu kiểu vậy nó phải lên chỉnh lên chỉnh lên chỉnh nó là swing up đi lên vì nó đang dưới em 200 cần thời gian xong cả nhà muốn đăng ký vào nhóm khách hàng cả nhà nhắn qua zalo cho mình mình cho trợ lý gửi anh em thông tin còn bây giờ xin chào anh em và hẹn anh em vào buổi live tối mai trên youtube và tiktok của anh lưu vị còn bây giờ đi ăn cỗ đã nhá mời anh em nhá bye bye